Vâng, xin nhìn lại chào mừng quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với kênh mua bán thuốc cũ của em trong buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay ngày 17 tháng 6 năm 2019 em quay cho quý vị anh chị và các bạn xem hai cái mẫu xe. Đó là cái mẫu xe Chevrolet Orlando được sản xuất năm 2011 với động cơ 1.8 số sàn máy xăng. Ở chiếc xe này em bán với giá là 300 triệu đồng nhá. Xem xe tại Ban Kinh Môn Hải Dương liên hệ em Loan qua số điện thoại 0976081699. Và cái mẫu xe thứ hai đó là cái mẫu xe Mercedes E240 được sản xuất năm 2003. Tư nhân nhá. Với giá bán bên em bán là 255 triệu đồng. Đó, cái mẫu xe Mercedes E240 này, E240 này, số tự động này nhá. Ở hai chiếc xe này thì em cam kết quý vị anh chị và các bạn là một chiếc xe không lỗi gì cả, không đông đụng, không ngập nước, không tai nạn. Nên quý vị anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm, có thể đến đi thử xe cũng như test xe thoải mái nhá. Em sẽ đi chi tiết cái mẫu xe Mercedes E240 này trước cho quý vị. Và trước màn hình nhỏ chúng ta đây là cái mẫu xe Chevrolet Orlando được sản xuất năm 2011 nhá, tư nhân chính chủ. Em mua lại của tư nhân chính chủ nhá. Một chủ từ đầu, sản xuất năm 2011 với động cơ 1.8 số sàn máy xăng. Đấy, một cái mẫu xe mà vừa qua thì rất là nhiều bác có đặt cái mẫu xe này, thì em cũng quên lưu lại số điện thoại. Nếu bác nào mà đã xem được cái video này mà đang đặt cái mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp với em Loan 0976081699 để được tư vấn cũng như là sở hữu cái mẫu xe này nhá. Chevrolet Orlando 2011 số sàn máy xăng với động cơ 1.8 thôi. Và xem xe tại Ban Kinh Môn Hải Dương. Một cái mẫu xe 7 chỗ rất là rộng rãi và form dáng rất là thể thao. Đấy, 7 chỗ nhá, 7 chỗ số sàn máy xăng. Với động cơ 1.8 thôi nên là xăng cũng khá là phù hợp, không quá tốn nhiên liệu cho cái mẫu xe này. Chevrolet Orlando. Đấy, cái bộ la răng đúc của nó 5 chấu nên là nhìn nó rất là khỏe khoắn cho cái mẫu xe này nhá. Phanh ABS 4 bánh rồi. Xe trang bị lên màn hình cam lùi đầy đủ nhá. Cái mẫu xe, cái form dáng của nó thì vuông vắn, nó có cảm giác gì đó cũng rất là thể thao cái mẫu xe này. Và xe thì thân vỏ thì không đâm đụng, không ngập nước gì cả. Các bác đến test thoải mái nhá, đến test thoải mái cũng như là đi thử cảm nhận cái mẫu xe này 7 chỗ này. Em bán với giá là 300 triệu đồng, 300 triệu đồng nhá. Em có một gồm phí rô xuống góc cho quý vị, anh chị và các bạn nào muốn sang tên đổi biển là cái mẫu xe này. Và sau đây em sẽ đi vào cái nội thất của cái mẫu xe Orlando. Vâng, xe này thì chưa được lên màn hình nhưng mà đầu đèn nguyên bản theo xe. Đấy. Số sàn. Đấy, hộp số rất là rõ số nhá. Cái mẫu xe này xe đi gia đình thôi, cũng không chạy dịch vụ taxi gì cả. Nên là cũng rất là giữ gìn. Cái nội thất là nội thất nỉ hết nhá. Trần nỉ và cái bộ ghế cũng là cái nỉ giống như cái trần luôn. Đấy, ghế nỉ là theo xe luôn. Đấy nhá. Khá là sạch sẽ. Với giá 300 triệu thôi. Nào quý vị anh chị và các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu xe Chevrolet Orlando được sản xuất năm 2011. Đói rất là cao. Đấy, cột kèo còn nguyên nhá. Đấy, keo chỉ 4 cánh còn nguyên theo xe nhá. Keo chỉ 4 cánh nguyên theo xe. Và hệ thống gương kính chỉnh điện 4 cánh thì hoạt động hoàn toàn bình thường, không có lỗi gì cả. Cái nội thất thì nó hơi có chút dạn rách một chút đây. Thì cái này thì chúng ta có thể vá một chút vào đây thì không vấn đề gì. Còn xe thì các bác yên tâm là máy móc zin, keo chỉ zin theo xe, cũng như là xe không tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước gì cả nhá. Với cái giá bán là 300 triệu đồng cho một cái chiếc xe 2011 số sàn máy xăng. Đấy, cái nội thất thì hoàn toàn là bằng nỉ nhá. Hoàn toàn là bằng nỉ. Thất thì khá là sạch sẽ cái mẫu xe này.
Nếu các bác nào mà đã ưng ý cái mẫu xe này thì liên hệ em Loan có số điện thoại là 0976 081699 để sở hữu cái mẫu xe Chevrolet Orlando này. Hoặc là đến xem xe tại 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương để đi thử và cảm nhận cái mẫu xe này nhá. Xe thì không có hiện tượng là mục mọt gì các bác nhé, không có hiện tượng mục mọt gì đâu ạ. Đấy, phô lô các bác nhìn nhá, đây phô lô đẹp, đấy khá là đẹp ạ. Và la xăng đúc nguyên bản của nhà sản xuất. Đấy, tổng thành sơ sơ chiếc xe này các bác không phải sẵn sử dụng cái mẫu xe này thôi, không phải làm bất cứ thứ gì. Em sẽ mở cho quý vị anh chị và các bạn xem cái hệ thống khoang máy của mẫu xe này nhá. Đây là cái hệ thống khoang máy của chiếc Orlando sản xuất năm 2011. Đấy, một cái hệ thống khoang máy là cực kỳ là sạch sẽ nhá. Rất là sạch sẽ và khô ráo. Đấy, không có hiện tượng là đâm đụng hay ngập nước gì cả cái mẫu xe này. Đấy. Xe này thì em cũng chỉ rửa qua thôi, quay cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, một chiếc xe không lỗi gì cả với giá 300 triệu đồng để sở hữu cái mẫu xe đời 2011 nhá. Rất là cao. Đấy, máy thì zin. Máy zin nhá. Đấy. À, vâng, phải nói là cái hệ thống khoang máy của chiếc Orlando này nó cực kỳ sạch sẽ, như là khô ráo nhá, và máy nổ nó cực êm, đấy các bạn cùng xem nhá. Đấy, quay rất là chi tiết ở cái mẫu xe này. Nếu bác nào mà đã mua xe này thì đến xem xe tại 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Và liên hệ ngay em Loan qua số điện thoại là 0976081699 để sở hữu cái mẫu xe Chevrolet Orlando 2011 này. Với giá bán bên em bán là 300 triệu đồng thôi, là giá trên là không bớt nhá. Em chỉ ra lọc cho và có rút hồ sơ gốc vậy ạ. Cái mẫu xe rất là đẹp đấy ạ. Đấy. Máy nổ rất là êm phải không ạ? Hầu như là nghe ví dụ đứng cách xa một chút, đứng ra xa xe một chút là không nghe gì luôn. Máy rất là êm. Đấy. Dạ vâng, vừa rồi em đã quay cho quý vị anh chị và các bạn xem cái mẫu xe 7 chỗ Chevrolet Orlando được sản xuất năm 2011 với động cơ 1.8 số sàn máy xăng, với giá bán bên em bán là 300 triệu đồng, có bao gồm phí rút sơ gốc nhé. Nếu các bác nào mà đã và đang theo dõi kênh video của em thì các bác đừng quên đăng ký kênh, like kênh, chia sẻ, bật nút chuông thông báo giúp em để tiện theo dõi những cái mẫu xe mới nhất nên thường xuyên trong ngày. Và em vừa quay cho quý vị anh chị và các bạn xem hai cái mẫu xe. Đó là cái mẫu xe Mercedes E240 được sản xuất năm 2003 với giá bán là 255 triệu đồng. Và chiếc 7 chỗ Chevrolet Orlando sản xuất năm 2011 với giá bán là 300 triệu đồng nhá. Các bác vui lòng liên hệ em Loan qua số điện thoại 0976081699 để tư vấn rõ hơn cũng như sở hữu hai cái mẫu xe này nhá. Và hẹn gặp lại quý vị các bạn qua những video tiếp theo ạ.